Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Không chỉ gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt trên đất liền, vùng thấp nóng phía Tây đang đóng vai trò như một trung tâm hút gió mạnh, khiến cho nhiều vùng biển, trong đó phải kể đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông hay vùng biển từ Bình Định cho tới Ninh Thuận, đều đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây sóng cao và biển động. Và dự báo từ nay cho tới ngày 5 tháng 6, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục gia tăng hơn về cường độ. Vì thế, tình trạng gió mạnh trên khắp các vùng biển tiếp tục duy trì, cùng với đó là những con sóng dâng cao đến 2,5 mét. Riêng với những vùng biển thoáng như khu vực Bắc và giữa Biển Đông thì sóng biển còn cao tới 2-3 mét gây ra tình trạng biển động, nên sẽ gây bất lợi cho hoạt động khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân trong những ngày cuối tuần. Tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ là vùng có vị trí khá gần với hoàn lưu của vùng thấp nóng, vì thế trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì gió có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ mạnh liên tục ở mức cấp 6. Thời điểm chiều và tối, vùng thấp nóng hút gió mạnh nhất thì còn xuất hiện những cơn gió giật mạnh tới cấp 7 và cấp 8. Mức sóng thì thường xuyên duy trì ở ngưỡng cao từ 1,5 đến 2,5 mét gây ra tình trạng biển động. Trong khi đó, ở khu vực cảng Hải Phòng thì tác động của vùng thấp nóng cũng khiến nền nhiệt trên cảng ngày mai sẽ tăng lên xấp xỉ 37 độ, gây ra tình trạng nắng nóng. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây cũng tác động khá mạnh tới khu vực này, khiến cho gió duy trì hướng Tây Nam với cường độ mạnh ở khoảng cấp 5. Đêm nay và chiều tối mai là hai thời điểm gió mạnh nhất sẽ lên tới mức cấp 6 và giật mức cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng duy trì ở mức cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nên khuyến cáo các tàu nhỏ, thuyền thúng không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, gió cũng thổi đều theo hướng Tây Nam nhưng cường độ là không quá mạnh, ở mức cấp 4, cấp 5. Sóng biển dao động từ 1,5 đến 1,75 mét, biển chỉ động nhẹ nên ảnh hưởng tới các tàu cá ven bờ hay tàu câu mực. Còn với những tàu tải trọng lớn xa bờ thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Bà con ngư dân có thể yên tâm cho tàu thuyền ra khơi để thu về những mẻ cá đầy khoang. Xuống tới vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió có hướng Nam đến Tây Nam, hoạt động với cường độ cấp 4 đến cấp 5. Sóng biển vì thế dao động từ 1,5 đến 1,75 mét. Thời tiết tại đây ổn định, không mưa, ngày nắng ráo, tầm nhìn vì thế luôn ở mức cao trên 10 km. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, sẽ thịnh hành bởi đới gió Tây Nam và cường độ cũng chỉ duy trì ở mức trung bình yếu, nên sóng không cao và biển cũng không hề động. Thời tiết trên biển khá tốt nên đây cũng là vùng biển lý tưởng để bà con ngư dân lựa chọn tiến hành khai thác và đánh bắt. Chuyển sang phía Tây, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Gió Tây Nam trên khu vực biển Cà Mau đến Kiên Giang đang suy yếu dần ở mức yếu là cấp 3. Với mức gió này thì hiển nhiên độ cao sóng cũng không cao và mưa cũng không nhiều nên tầm nhìn xa sẽ duy trì ở mức cao là trên 10 km. Thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra khơi trở lại của bà con ngư dân sau những ngày mưa dông và gió mạnh vừa qua. Còn với vùng biển Vịnh Thái Lan thì đây cũng là khu vực duy trì trạng thái biển tốt với gió Tây Nam chỉ ở mức cấp 3. Mưa dông cũng không xuất hiện nhiều nên sẽ rất thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hải và khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, tại đây tiếp tục có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nên dù không có mưa nhưng với cấp gió mạnh như vậy, cộng với sóng biển cao từ 2 đến 3 mét thì đây cũng được coi là vùng biển động và gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động. Với khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, nằm xa hơn một chút về phía Nam, tuy nhiên sự tương tác của trung tâm hút gió phía Tây đến khu vực giữa Biển Đông, vùng từ 10 độ Vĩ Bắc đến 15 độ Vĩ Bắc thì vẫn khá mạnh mẽ. Trong đêm nay và ngày mai thì gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc đạt tới cấp 6 và tình trạng gió giật cũng có thể đạt mức cấp 7, cấp 8. Vì thế độ cao sóng trên khu vực này cũng trong khoảng từ 2 đến 3 mét. Với khu vực Nam Biển Đông, trong đó có khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Cường độ gió Tây Nam ở đây chỉ ở mức cấp 4, cấp 5 với độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét. Riêng tại khu vực huyện đảo Trường Sa thì trời không mưa, nắng ráo, gió Tây Nam cấp 4, sóng biển dao động từ 1,5 đến 2 mét, biển không hề động. Vì thế các tàu thuyền có thể yên tâm di chuyển cũng như khai thác trên vùng biển này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.